Xin chào các bạn, trong các video trước mình đã từng giới thiệu với các bạn rất nhiều cách để chế một chiếc sạc cho bình ắc quy 12V. Mình làm rất nhiều cách như vậy để các bạn có thể lựa chọn, các bạn có cái nào thì có thể tận dụng cái đó. Các video trước thì được rất nhiều các bạn yêu thích và nói mình làm tiếp. Tiếp theo trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc sạc bình ắc quy sử dụng chiếc adapter của nguồn laptop. Nếu bạn đang có một chiếc laptop thì bạn có thể tận dụng. Ở đây mình đã có một chiếc adapter laptop Acer của mình. Điện áp đầu ra là 19V, 3,42A, có điện đầu vào là từ 100-240V. Để tiện cho việc lấy điện ra mà không cần phải cắt lối dây thì mình sẽ dùng thêm một chiếc chân domino như thế này. Mình sẽ cắm nó vào chân sạc laptop. Và bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ để đo cho các bạn xem. Chân bên phải là cực dương, chân bên trái là cực âm. Điện áp lúc này đang là 18,9V. Và bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc sạc xe máy quen thuộc để làm. Chắc hẳn xem những video trước thì các bạn đã biết cách làm rồi. Dây đỏ là điện đầu vào, mình sẽ nối với cực dương. Chân còn lại thì mình sẽ nối với cực âm. Như vậy là xong. Và bây giờ thì mình sẽ đo điện đầu ra. Các bạn có thể thấy là điện đầu ra lúc này đang là 14,6V, đủ tiêu chuẩn để sạc cho bình 12V. Mình đo lại một lần nữa. Điện áp đầu vào đang là 18,8, gần 19V. Còn điện đầu ra là 14,6V. Và bây giờ thì mình sẽ dùng để sạc cho bình ắc quy xe điện này. Mình kẹp vào bình, âm với âm và dương với dương. Nhưng trước tiên thì mình sẽ đo điện còn lại ở trong bình. Lượng điện còn lại trong bình đang là 12,38V. Và mình sẽ kẹp vào bình để sạc. Và bây giờ đo lại. Như vậy là adapter đang được lạp cho bình. Qua video thì mình đã hướng dẫn các bạn làm một chiếc sạc bình ắc quy 12V từ adapter của laptop. Rất là đơn giản mà không cần phải chế cháo gì phức tạp cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.